Hôm nay Nam Nam đang xách hành lý chuẩn bị để lên đường. Hôm nay chúng ta đi đến tỉnh Bắc Giang. Nam có một người bạn ở trên này và anh ấy có rất nhiều thông tin đất cát ở trên đó. Anh ấy sẽ dẫn chúng ta đi một vài cái mảnh đất, nhưng mảnh đất hôm nay mình hướng đến đó là mảnh đất rộng hơn 8.000 m², vì đó nó là mục tiêu, là tiêu chí tìm đất của mình. Rồi chúng ta cùng lên đường nào. Chúng ta đang đi trên đường tỉnh 284 kết nối từ thành phố Bắc Giang đi huyện Yên Thế. Đường tỉnh này đang được cải tạo, sửa chữa, mở rộng rất là đẹp và rất có tiềm năng. Rồi chúng ta sẽ rẽ vào. Ông Google chỉ sai đường rồi, chúng ta đang đi nhầm đường rồi. Đáng nhẽ đường to không đi nhưng mà dẫn chúng ta đi đường nhỏ. Rồi cuối cùng chúng ta cũng đã vừa ra ngoài rồi. Đây là cây cầu sắt bắc qua một con suối. Địa điểm này cách mảnh đất của chúng ta khoảng độ 500m thôi. Rồi tới đây chúng ta sẽ rẽ phải. Rẽ phải. Rồi, anh em đều chưa đến cái mảnh đất này lần nào nên vẫn đang loay hoay định vị. Rồi, mảnh đất chỉ cách chúng ta khoảng 50m nữa thôi. Chúng ta xem qua thông tin giấy tờ sổ đỏ của thửa đất. Thửa đất này được cấp năm 2015, diện tích là 8.154 m², đó là đất trồng cây ăn quả lâu năm. Đây là kích thước và hình dạng của thửa đất. 3/4 diện tích mảnh đất nó là đất ao, còn lại một phần là đất đã có nhà trang trại xây sẵn lên rồi. Chúng ta đã tới nơi, chúng ta sẽ đi vòng quanh một vòng hiện trạng đường xung quanh của mảnh đất. Điều này hết sức quan trọng, chúng ta phải đi đến cuối mảnh đất bằng đường giao thông xung quanh và chúng ta sẽ có cái view tổng thể giữa bên ngoài và bên trong của mảnh đất. Do mảnh đất khá là rộng nên Nam chỉ đi cái phần đường mà có cái phần trải bê tông rồi. Còn cái phần đường đất thì chúng ta không phải đi. Tí nữa chúng ta sẽ nhìn flycam ở trên cao, chúng ta sẽ view được tổng thể toàn bộ thửa đất. Đường giao thông bê tông thì họ đổ khoảng độ 2,5 m thôi, nhưng mà hai hành lang bên hông thì cũng khá là rộng, là ô tô tải cũng có thể vào thoải mái. Đó, các bạn có thể nhìn. Đây là cái vườn cây, vườn vải lâu năm rồi. Đấy, vườn vải lâu năm. Vườn vải này thì lại là thuộc một gia chủ khác, người dân địa phương ở đây. Còn phần đất của chúng ta nó chỉ là cái phần lán trại hất vào khu ao thôi. Rồi, chúng ta sẽ lang thang đi làm quen, xây dựng mối quan hệ với những người dân ở đây. Và từ những câu chuyện của họ, các bạn để ý để Nam có thể khai thác được các cái thông tin thêm về mảnh đất. Họ nó có vấn đề gì không, nó mua bán giá bao nhiêu thì đôi khi những người dân ở đây họ cũng nắm được. Và đôi khi chúng ta cũng có thể khai thác thêm được một số cái thông tin của các mảnh đất khác. Đấy, rồi chúng ta cùng nhau tham gia vào cái buổi nói chuyện của mình với người dân ở đây. Chào chú. Chú ơi, nhầm, cháu đang đi xem cái ao ở dưới mà. Nhà mình ở đây lâu chưa chú? Lâu rồi. Nghĩa là đất ở đây là mình đất ở lâu rồi đúng không? Ừ. À, rộng nhờ, nhà chú này phải được bao nhiêu nghìn mét? Hôm nay là ở đây mỗi người một ít thôi mà, có phải tổ nhà hết đâu. À thế à? Ui, rộng thế, sướng thế. Nhà đây được hơn hát thôi. Hơn hát à? Ít thế à? Hơn hát thế. Cái ở phía dưới kia là cái quả cũng là người dân ở trong đây họ bán rồi hả chú? Cái nào? Cái mà dưới ao ở dưới này này. Ừ, thế họ bán sao? Họ bán ạ. Hồi đấy họ bán đắt không chú? Hết 700 mà. Dạ. Chả biết họ bán 700 gì. Bán đâu cho chú? Chắc năm ngoài, năm kia. Năm ngoài, năm kia này kìa. Ở đây còn những cái mảnh nào cao cao như nhà chú này bán không? Quanh đây. Thế xem cái bãi bên kia kìa. Chưa ạ. Xem mỗi cái ao thôi. Keo họ bán này. Keo họ kìa. Nhưng mà nó chỉ là đất vườn, đất trồng cây lâu năm thôi, nó không có đất ở nhỉ. Cái đấy không phải đất thổ cư. Vâng. Ừ. Đất thổ cư. Ở đây thổ cư còn ai bán đâu chú? Cũng có nhiều người bảo bán nhưng mà chẳng biết họ giá cả thế nào họ bán. Không? Bên đây ở bên này có một nhà có 2 ha đấy. 2 ha. Họ đổi vòng này. Họ cũng định bán ạ. Thế họ bỏ bán nhưng mà chẳng biết họ bán bao nhiêu chú? Định bảo bao nhiêu?
Mình thấy họ đưa khách đến mình không để ý lắm. Không để ý ạ. Vâng. Nhà chú đẹp nhỉ? Đấy mà đẹp. Nhà chú đẹp cực kỳ luôn ấy. Cây cối này. Đỉnh đồi đấy. Vâng, đến đỉnh đồi luôn. Chú ra đây ở từ những năm bao nhiêu? Tôi ra năm 94. 94? Ừ. Ồ, thế nhỉ? Thế lâu lắm rồi nhỉ? Ở đây là chú được bao nhiêu mét vuông đất ở? Nghĩa là sổ được bao nhiêu đất ở, bao nhiêu đất vườn? Cái đất vườn thì tùy theo, còn cái hộ cư này nó cho mỗi hộ 400 mét. 400 mét. Đấy, mỗi hộ là 400 mét thổ cư. Ví dụ mình mà ví dụ có 3.000 rưỡi thì trừ đi 400 mét thì nó chỉ còn 3.000 mốt chẳng hạn. Vâng. Chú là 3.000 rưỡi mét vuông à? Không, đấy là ví dụ. À, đây hơn héc cơ mà. Hơn 10.000 mét vuông. Bên này ông ấy còn... Sao nhà đẹp thế bác? Mấy héc. Mấy héc nữa à? Nhà cái vườn vải kia nhà bác à? Vâng, vườn vải dưới của nhà. Chứ không phải nhà bên kia. Cái chỗ khu mà làm mái để chăn nuôi cái thứ là cái vườn bên cạnh cũng là của nhà của chú luôn à? Ừ. À, thế. Chú có bán cái vườn này không? Ừ. Không bán à? Tay chú làm sao đấy? Mới mổ à? Mụn à? Ủa, lấy dao nghĩa là bị cái dao nó cứa vào. Ủa, thế thì chắc cũng bị chảy máu nhiều lắm nhỉ? Khâu. Phải đi khâu. Nó chặt cái cây kiểu như này. À, xong nó văng vào tay. Thế đã cây ở đâu? Bọn cháu ở dưới Hà Nội. Đi lang thang hay đi chơi nhưng mà. Thế nãy để ai đưa đi? Thắng hay ai? Chỗ có một cái anh có người quen đi theo bản đồ đấy, anh chưa lên đây bao giờ. À. Đẹp thương nhỉ? Cái vườn là cái ao dưới kia là nhà người khác mà. Ở cái ao của nhà khác. À. Cái ao đấy là họ bán rồi mà. Bán cho chủ khác rồi. Bán cho chủ khác rồi mà. Vải nhà bác này trồng bao lâu? Cái này 30 năm rồi. 30 năm. Ừ. Bây giờ nó vẫn có thu hoạch được quả là nhiều chứ ạ? Vẫn thu hoạch được. Năm ngoái mình vẫn thu hoạch được chặt. Năm ngoái chặt đau quá. Năm nay nó kém. Nhà bác là tổng bao nhiêu mét vuông? Hơn héc. Được hơn 10.000. Tay bác ngã này. Chặt vào đấy, chặt vào tay. Thích nhỉ? Ở dưới đây nó cao, địa hình ở đây nó cao. Vâng. Ở trong đây có cái nhà nào họ xây cũng khá đẹp. Rồi, chúng ta cùng nhau bay lên cao. Các bạn có thể nhìn thấy rõ cái khu mà làm lán trại chăn nuôi khá là rộng. Mình nghĩ rằng là nó phải dài khoảng độ 50m, 40m, khoảng 40m và rộng khoảng độ 6-7 mét gì đấy, nó khoảng 300 mét vuông. Còn lại là diện tích ao và một số cái phần diện tích đang để cỏ mọc. Cái ao này thì thực tế ra là cũng có một phần cải tạo của người dân. Còn lại là nó cũng là cái vũng tự nhiên. Một phần ao ở bên tay trái kia là thuộc quản lý của người chủ khác. Đấy. Ở đây chủ yếu là đất người ta trồng vải và một số các cái mảnh đất người ta sẽ trồng cây keo. Về cơ bản thì đất ở đây nó không gần một cái dự án lớn nào cả. Đấy, nhưng mà diện tích là khá rộng và đất thì phù nhiêu, giá cả thì phải chăng. Giá cả ở đây nếu mà tính ra thì chủ... đang chào giá 1.6 tỷ với 8.000 mét vuông, hơn 8.000 mét vuông thì chưa đến 200.000 một mét vuông. Đấy, là đất trồng cây lâu năm, đất trồng cây ăn quả. Đấy thì cái này cũng hoàn toàn có thể xin được đất thổ cư. Ở đây thì cái ao thì mình thấy cũng không được đẹp cho lắm bởi vì nó khá là nông, diện tích ao thì nhiều. Chúng ta có thể nhìn đi xung quanh, ở khu nào, mảnh đất nào mà có ao ấy thì thường là cốt nó thấp hơn so với khu khác. Mà địa hình ở đây thì địa hình đồi núi, cũng có đoạn cao, đoạn thấp. Đấy, chúng ta có thể nhìn xa hơn là diện tích đồi núi ở nơi xa kia. Cái mảnh đất này cách theo đường chim bay nó khoảng 2,7 km đối với trung tâm
của huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang. Nói chung là về giao thông thì mình nghĩ là cũng khá thuận lợi, vì với giá đấy thì chúng ta không thể đòi hỏi gì hơn. Và cái đường chính kết nối lên trung tâm huyện Yên Thế đang được cải tạo và nâng cấp rất là đẹp. Nên là về cơ bản mảnh đất này nếu chúng ta có tiền thì chúng ta vẫn xuống tiền để mua được. Mà đương nhiên chúng ta phải trả giá, mình nghĩ là khoảng 1.3 tỷ. Sau đó mình sẽ nhờ họ ấy, lên 100 mét thổ cư, khoảng mất 100 triệu nữa cũng chẳng hạn. Rồi chúng ta sẽ quay sang check bản đồ quy hoạch, xem cái mảnh đất này được quy hoạch là loại đất gì, có vướng dự án quy hoạch gì không, có đúng là đất được quy hoạch là đất trồng cây lâu năm không. Đương nhiên trên sổ đỏ cấp năm 2015 đã được quy định là diện tích toàn thổ là đất trồng cây ăn quả rồi, nên là chắc chắn quy hoạch cũng thế thôi. Nhưng mình cứ kiểm tra lại cho chắc chắn để xem sổ, thông tin sổ có đúng hay không. Rồi chúng ta tìm cái vị trí, đúng không? Tìm cái vị trí cái bản đồ của huyện Yên Thế. Đấy. Tìm vị trí. Sau đó chúng ta phải kéo ngược cái bản đồ về để cho thành địa hình để chúng ta định vị. Đấy, Ủy ban nhân dân huyện Yên Thế đây thì cái vị trí mảnh đất nó cách Ủy ban dân huyện Yên Thế hướng về hướng cái trại giam Ngọc Lý. Đấy, chúng ta có thể nhận được luôn cái vị trí của cái ao. Đấy, đấy cái ao đây. Đấy, và cái nhớ nhìn cái lán trại nữa, đúng không? Và cái nhà người dân mà chúng ta nói chuyện. Đấy. Đây là diện tích cái ao, và cái ao bên cạnh kia thì đúng là chính xác vị trí của nó ở đây rồi. Rồi chúng ta sẽ chuyển bản đồ lên. Và chúng ta có thể nhìn thấy toàn bộ cái khung, bao gồm cả cái mảnh đất ở bên cạnh nữa, cái mảnh vườn bên cạnh. Và cái mảnh chứng tỏ là đây là ngày xưa nó là một cái mảnh đất to, sau đó là người ta cắt nhỏ ra rồi, cắt thành 3 mảnh. Và cái mảnh mà chúng ta đang xem nó nằm ở giữa. Nếu mà giữ được cả cái 3 mảnh kia thì rất là đẹp, cũng khá là đẹp. Chúng ta có thể làm trang trại được, đất làm trang trại. Ở đây thì cái tiêu chí mà mua đất để chia nhỏ ra để phân lô bán nền thì chắc chắn là rất là khó. Ở đây chỉ có thể là bán cả mảnh thôi, chờ đất nó lên bán cả mảnh. Mua 1.200.000 thì chúng ta sẽ chờ lên khoảng độ 300.000 một mét vuông. Vì mình nghĩ là về thời gian khoảng 1-2 năm tới, khi mà đất cát khắp nơi họ lên như thế, thì ở đây bán lên khoảng 300.000 mét vuông là tương đương với tăng được giá là khoảng 50%. Thì là mình nghĩ là cũng hợp lý. Đương nhiên chúng ta có thể cải tạo thêm một phần nữa, chúng ta có thể dùng máy móc để chúng ta cải tạo thêm cái mảnh đất này, thì sẽ nâng được cái giá trị của mảnh đất này lên. Chúng ta thử đo khoảng cách từ cái mảnh đất đến, tính theo đường chim bay nhé, đây Nam tính theo đường chim bay thôi, tính đến trung tâm của Ủy ban dân huyện Yên Thế đi. Đấy, chúng ta đo thử. Đấy, cứ tính đến trung tâm. Rồi nó phải 2,79, cứ cho là gần 3 km tính theo đường chim bay. Đấy, còn nếu mà đi theo đường giao thông bộ thì nó cách trung tâm huyện khoảng độ 4 km, hoặc hơn 4 km. Đấy, cách Ủy ban dân xã thì khoảng độ 2 km thôi. Thì đó cũng đúng là cái tiêu chí lựa chọn đất của chúng ta, nó không xa quá so với các cái trung tâm. Rồi anh em xem xét ra quyết định đầu tư.